Thì ngôi trường trung tiểu học Sao Mai thì ngày xưa do Đức Nicola Huỳnh Văn Nghi là người tiên khởi và làm hiệu trưởng đầu tiên của trường trung tiểu học Sao Mai Huỳnh Văn Nghi. Thì ngôi trường này là thành lập khoảng năm 1956. Lúc đó nó là trường huấn nghiệp Gò Vấp. Và đến năm 1967 thì trường được đổi tên thành trường trung học kỹ thuật đệ nhất cấp Đông Bosco. Thánh linh mục tự đạo Phan Hiếu Liêm chỉ mới được phong chân phước thôi cô bác anh chị, chưa có được phong thánh. Cho nên đó là cái lý do mà tại sao em nghĩ là có trường chân phước Liêm ngày hôm nay. Ngày hôm nay tên là trường trung học phổ thông Gò Vấp. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin kính chúc quý cô bác anh chị và các bạn một ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 thật là tốt lành và hạnh phúc. Hôm nay em xin mời quý cô bác anh chị chúng ta lại quay về Gò Vấp, nơi mà ngày hôm nay nó thay đổi rất là nhiều. Và hiện tại thì em đang đứng trên con đường Phan Thanh Giản năm xưa. Ngày hôm nay nó có tên là Nguyễn Thái Sơn. Hướng mà cô bác anh chị đang nhìn thấy thì chúng ta sẽ đi về chợ Gò Vấp, nơi có con đường Nguyễn Văn Nghi cắt ngang và con đường Phan Văn Trị. Con đường Nguyễn Văn Nghi năm xưa có tên là Gia Long đó cô bác anh chị. Hướng ngược về phía dưới này, nó là ngã ba Chú Ía năm xưa đây cô bác anh chị. Và ở đây thì ngày xưa có một cái trung tâm tiếp huyết, hôm nay gọi đơn giản là hiến máu nhân đạo đó cô bác anh chị. Và ngã ba Chú Ía ngày hôm nay nó thay đổi nhiều lắm. Nó có mấy nhánh cầu vượt, không có còn kẹt xe nhiều như ngày xưa. Cái bức tường bằng vàng cô bác anh chị thấy đây là Tổng Y viện Cộng Hòa năm xưa đây cô bác anh chị. Em đang đứng ngay phía sau lưng đó. Hôm nay quay trở về Gò Vấp, đưa cô bác anh chị về thăm lại cái khung cảnh năm xưa. Và đặc biệt trong cái clip này, chúng ta sẽ thăm lại ba cái ngôi trường mà phải nói là có rất là nhiều cái kỷ niệm với cô bác anh chị. Thứ nhất đó là trường Chân Phước Liêm. Đây, trước camera cô bác anh chị nhìn thấy, ngày hôm nay nó là trường trung học phổ thông Gò Vấp. Một ngôi trường thứ hai nữa đó là trường của dòng Đông Bosco, nằm ở trên con đường Trương Vĩnh Ký năm xưa, ngày nay là Nguyễn Văn Bảo. Và cũng trên con đường đó thì chúng ta còn có một ngôi trường nữa là trường Sao Mai và Cô Nhi Viện Sao Mai. Ngày hôm nay thì có thể là nó đã thay đổi đi hoặc là có thể đã không còn nữa. Nhưng mà nó vẫn sẽ là những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ của nhiều cô bác anh chị. Chúng ta cùng nhìn ngắm lại cái ngôi trường Chân Phước Liêm. Thì trước khi đi vào chi tiết các cái ngôi trường cũng như cái hình ảnh trên con đường Phan Thanh Giản năm xưa này, thì em cũng xin phép được chia sẻ với anh chị một số điều. Thứ nhất, mục đích của các clip này thì em làm để gợi nhớ những cái kỷ niệm năm xưa, cho nên là có thể là những cái thông tin mà em đưa ra nó thiếu hoặc là nó chưa có chuẩn xác thì mong cô bác anh chị thông cảm và chia sẻ với em để hoàn thiện các clip này hơn. Rồi bây giờ mời cô bác anh chị chúng ta lang thang từ đây ha. Chúng ta đi lên tới đường Nguyễn Văn Bảo ngày hôm nay. Năm xưa nó có tên là Trương Vĩnh Ký. Trước khi đi thì bây giờ em sẽ đưa cô bác anh chị nhìn chi tiết cái ngôi trường Chân Phước Liêm. Đây là giáo xứ Mân Côi đây cô bác anh chị, dòng Đa Minh. Ngôi trường Chân Phước Liêm năm xưa, ngày hôm nay nó có tên là trường trung học phổ thông Gò Vấp. Và sau khi tìm hiểu qua một số thông tin trên mạng thì em mới biết được ngôi trường Chân Phước Liêm này, Chân Phước Liêm là một vị thánh linh mục tự đạo có tên là Vincent Phan Hiếu Liêm. Và cái thời điểm mà các cha dòng Đa Minh giáo xứ Mân Côi này thành lập cái ngôi trường này thì lúc đó là thánh linh mục tự đạo Phan Hiếu Liêm chỉ mới được phong chân phước thôi cô bác anh chị, chưa có được phong thánh. Cho nên đó là cái lý do mà tại sao em nghĩ là có trường Chân Phước Liêm ngày hôm nay. Ngày hôm nay tên là trường trung học phổ thông Gò Vấp. Đứng một chút xíu để cô bác anh chị nhìn ngắm lại cái ngôi trường năm xưa. Rất là nhiều cái thế hệ cô bác đã từng học và được từng ra trường ở cái ngôi trường này. Bên cạnh ngày hôm nay đây là giáo xứ Mân Côi và cũng mừng Giáng sinh vừa rồi rất là lớn cô bác anh chị. Rồi bây giờ em sẽ đi lang thang lên trên phía trên này, hướng về
đường Nguyễn Văn Bạo, Trương Vĩnh Ký, và cũng chia sẻ với cô bác anh chị một tí, cái ngôi trường này thì nó có cái thời gian hoạt động khoảng từ năm 1961 cho tới năm 1975. Rồi bây giờ em đi lang thang trên cung đường này để cô bác anh chị ngắm nhìn lại cái kỷ niệm năm xưa. Chúng ta cũng thấy là cái bức tường của Tổng Y viện Cộng Hòa ngày hôm nay đây cô bác anh chị, nó thay đổi nhiều rồi, nó đã không còn những cái ngôi nhà năm xưa nữa. Đây, phía trước cô bác anh chị sẽ được nhìn cận cảnh và rất là gần khu vực Tổng Y viện Cộng Hòa. Sát bên nhà thờ Mân Côi thì chúng ta còn có một ngôi trường nữa, đó là trường tiểu học Trần Văn Ơn. Đây cô bác anh chị, cái trường Trần Văn Ơn này thì em không biết là ngày xưa nó có tên gì, cô bác anh chị có thể góp ý cho em. Và đây là khu vực viện chấn thương chỉnh hình, bệnh viện quân y 175 ngày hôm nay nè. Và trên đó có cái bãi đáp sân bay trực thăng mà em có chia sẻ hôm bữa đó. Bây giờ nó khác hoàn toàn, cô bác anh chị thấy không? Nó không còn Tổng Y viện Cộng Hòa như ngày xưa nữa. Trường Trần Văn Ơn là trường tiểu học ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhìn lại ngôi thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, giáo xứ Mân Côi của dòng Đa Minh. Và kia là ngôi trường Chân Phước Liêm. Hôm nay em sẽ đi chậm rãi và từ từ nhất có thể để cô bác anh chị nhìn ngắm cái khung cảnh trên cái đoạn đường Phan Thanh Giản, Nguyễn Thái Sơn ngày hôm nay. Đây, khuôn viên của Tổng Y viện Cộng Hòa. Cái hàng cây me tây này chắc là lâu lắm rồi. Bây giờ em xin phép đi qua đường ha. Qua đường cho cô bác anh chị xem cái cuộc sống thường nhật của bà con mình ở trên con đường Phan Thanh Giản này nó như thế nào. Đường xe đông quá cô bác anh chị. Rất là nhiều xe tải và xe máy. Rồi, em qua đường rồi. Có thể là vị trí này nó sẽ có những cái căn nhà mà ngày xưa cô bác anh chị đã từng sinh sống. Ngay vị trí phía trước thì chúng ta có một cái đình. Phía trước có bán cam với lại bưởi nè, quýt. Tổ đình Quốc Tổ Lạc Hồng. Đó, rất là cũ luôn các bác anh chị. Ngày hôm nay Gò Vấp nó thay đổi rất là nhiều. Cô bác anh chị lâu mà chưa về thì khó để nhận ra lắm. Ở đây ngày hôm nay còn một cái tiệm sách cũ nè các bác anh chị. Bây giờ sách cũ ở Sài Gòn mình hiếm lắm nha. Lâu lâu mới có một tiệm. Hôm nay ở đây bán giày dép quần áo nhiều lắm. Con đường này thì nó chỉ có một mặt bên tay phải thôi. Còn mặt bên tay trái nó là cái mảnh đất của Tổng Y viện Cộng Hòa năm xưa nè. Đó. Ngày hôm nay thì nó là Bệnh viện Quân Y 175. Và đây có một cái bãi giữ xe. Em giữ xe ở trong đó các bác anh chị. Hẻm này là hẻm 104. Rồi, chúng ta sẽ đi từ từ về con đường Nguyễn Văn Bạo, nơi có hai cái ngôi trường, trường dòng Đông Bosco và trường Sao Mai. Ở đó còn có một cái cô nhi viện Gò Vấp rất là lớn ngày xưa các bác anh chị. Da nịt, da bò và da cá sấu. Da nịt, da bò mà 100.000 các bác anh chị. 100.000 chạy ra là đó, chưa tới 5 đô la. Ở trong kia có một khu đang xây rất là lớn đó các bác anh chị, thấy không? Cái khu đang xây đó, không biết sắp tới thì là cái vị trí gì.
Hiện tại bây giờ là 3 giờ 30 phút chiều. 3 giờ 30 phút chiều rồi. Ở đây có một tiệm bánh mì cóc. Cái tiệm bánh mì cóc này ngày xưa nó nằm ở dưới ngã ba Chú Ý đó. Của bác anh chị theo như nhiều nhiều cô bác anh chị lớn tuổi có chia sẻ đó. Ngày hôm nay thì nó dời về trên con đường này là đường Nguyễn Tuân đây nè. Ngày xưa cái con đường này nó chỉ là một con hẻm thôi. Bây giờ nó là một con đường. Con đường Nguyễn Tuân nó cắt một cái ngã ba ra huyện Thái Sơn, Phan Thanh Giản đây. Rồi chúng ta đi thẳng lên ha. Bây giờ không khí Tết nó bắt đầu tràn ngập rồi cô bác anh chị. Nhiều nơi bây giờ là họ trang trí rồi cắm mai, cắm đào rồi. Đẹp lắm. Hướng này chúng ta cũng đi thẳng về chợ Gò Vấp nè. Hôm nào có thời gian thì em sẽ làm một cái clip riêng về chợ Gò Vấp. Đây, bệnh viện quân y 175. Cái mảnh đất của bệnh viện của Tổng y viện Cộng hòa nó rộng quá anh chị. Kéo dài từ khu vực ngã ba Chú Ý đi lên luôn tới trên này. Và khu vực ngã ba Chú Ý ngày xưa thì theo như cô bác anh chị chia sẻ nó phức tạp lắm. Nó là một cái nơi gọi là tập trung của rất là nhiều gái bán hoa nè. Rồi anh chị em giang hồ các kiểu. Ở đây thì có một cái đình chùa Bà Chúa Thai Sanh. Ngày nay nó ở 142 huyện Thái Sơn. Cũ lắm rồi. Trên con đường Phan Thanh Giản huyện Thái Sơn này thì có hai cái vị trí, có hai cái đình. Nhà ở đây ngày hôm nay em thấy cũng thay đổi khá là nhiều ha. Nó không có còn nhiều cái nhà xưa nữa, hoặc là nó bị che bởi mấy cái tấm quảng cáo hết rồi. Con đường này ngày hôm nay ở đây là con đường Lê Lai. Con đường này thì em không biết năm xưa nó có tên gì, chỉ biết hôm nay nó có tên là Lê Lai thôi. Cô bác anh chị cũng nhìn thấy ở kia có một cái bồn nước à. Cái bồn nước này là chắc là có từ trước năm 75 thời Tổng y viện Cộng hòa rồi. Không biết ngày hôm nay nó còn cung cấp nước cho khu vực này hay không. Đó. Con đường Nguyễn Thái Sơn này ngày hôm nay buổi chiều nó thường kẹt xe lắm cô bác anh chị. Cô bác anh chị nhìn thấy không, là cái làn đường bên mé em đi nó rất là rộng nha. Làn bên kia ngược lại thì nó rất là nhỏ, nó có một chút xíu thôi. Nhưng mà vẫn kẹt xe, hay kẹt xe lắm cô bác anh chị. Ô, cái nhà này cũ quá nè. Ở đây không biết là có cô bác anh chị nào nhận ra cái ngôi nhà này hay không. Đó, 150. Đây, 148. Rồi, chúng ta đi tiếp ha. Đây bán rau. Wow. Lâu lâu có một cái căn nhà xưa xưa vậy để cô bác anh chị ngắm lại. Nhiều khi nó lại là một cái địa điểm mà thân quen với một ai đó. Đường xá Gò Vấp bây giờ đông đúc cô bác anh chị ha. Ngày xưa thì nó đâu có được như bây giờ. Ngày xưa thì thông thoáng hơn bây giờ rất là nhiều. Hẻm này là hẻm 162. Bây giờ thì Sài Gòn càng ngày càng đông. Và cái khu vực Gò Vấp thì đa số là dân lao động là chính của bác anh chị. Dân lao động rất là nhiều luôn. Rồi sinh viên, học sinh. Ngày xưa em cũng từng ở Gò Vấp này một thời gian. Cái hướng này nè. Hướng này là chúng ta đi về ngã năm chuồng chó của bác anh chị.
Rồi, chúng ta đi lên phía trên nha, gần tới rồi. Gần tới con đường Nguyễn Văn Bảo ngày hôm nay rồi. Ngày xưa nó là Trương Vĩnh Ký. Trương Vĩnh Ký. Dạ không. Các anh chị thấy ngày hôm nay ở đây người ta bán buôn rất là nhộn nhịp. Từ các cái quán ăn, quần áo, thời trang. Dạ không. Rồi làm đẹp. Ở đây thì ngày hôm nay có một cái trường là trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày xưa là trường một cái trường dòng của một cái trường của các cha dòng Đông Bosco của bác anh chị. Cho nên là ngày hôm nay ở đây sinh viên nhiều lắm. Thì sinh viên nhiều thì nó sẽ hình thành các cái dịch vụ giống như là in ấn này, rồi ăn uống, phòng trọ, gửi xe. Các cái dịch vụ đi kèm như vậy. Và làm ăn rất là được cô bác anh chị. Sinh viên ngày hôm nay thì cũng khá giả, không có nghèo giống như sinh viên nghèo ngày xưa. Rồi, hướng này chúng ta cũng đi ra con đường đi ra hướng ngã năm chuồng chó. Ngày hôm nay thì nó có tên là đường Phạm Ngũ Lão. Đó. Thời tiết Sài Gòn hôm nay thì tiếp tục là một ngày âm u. Mấy hôm nay thì thấy ở ngoài khu vực phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội của bác anh chị, thì cái chất lượng không khí nó xuống rất là thấp luôn. Ô nhiễm môi trường nhiều lắm, rồi rác rất là nhiều. Em chưa từng một lần ra Hà Nội. Không biết khi nào mới được một dịp đi ra Hà Nội của bác anh chị. Con đường Phan Thanh Dạng, huyện Thái Sơn này thì nó kết thúc ở cái dòng sông Bến Cát năm xưa. Ngày hôm nay gọi cái khu vực đó là sông Vàm Thuật. Đó. Và cuối con đường Nguyễn Thái Sơn ngày hôm nay thì người ta đang làm một cái cầu sắt bắc ngang qua cái sông Vàm Thuật để thay thế cái phà. Đó. Nhưng mà hôm bữa là có một cái xà lan nó chở cát nó đâm lệch nhịp cầu. Cuối cùng là bây giờ là vẫn chưa có thi công xong. Hy vọng sắp tới xong thì bỏ luôn cái phà. Ở đây bán đồ đạc nhiều quá của bác anh chị. Thích ghê. Ở cái nơi nào mà nó có nhiều cái dịch vụ bán buôn á thì mình khỏe lắm. Bước ra khỏi nhà là cái gì cũng có. Ngày hôm nay theo như đánh giá của cô bác anh chị là Gò Vấp là một trong những cái quận nó thay đổi nhiều nhất đó cô bác anh chị ha. Hầu như mọi ngõ ngách bây giờ nó thay đổi hết. Phía trước có một cái xe đi bán trà sữa, mì trộn trứng lòng đào. Ồ, nhìn rất là đặc biệt cô bác anh chị. Nhiều sắc màu thu hút được các bạn trẻ. Cái này là một cái xe ba gác đó cô bác anh chị. Người ta cải tạo, người ta đóng một cái thùng. Chúng ta nhìn lại phía sau, đó, nhìn lại cái xe luôn. Nó giống như xe lam ngày xưa. Nhưng mà cái khoang nội thất bên trong thì nó là của cái xe ba gác. Rồi, chúng ta đi lang thang một tí nữa thôi. Phía trên là tới con đường Trương Vĩnh Ký năm xưa rồi. Thì chúng ta quẹo vào. Quẹo vào tìm về cô nhi viện Gò Vấp. Ngày xưa ở Sài Gòn mình có rất là nhiều cái cô nhi viện ha cô bác anh chị. Em thấy đa số là của các cha dòng và các sơ. Rồi cũng có một số cô nhi viện của bên Phật giáo nữa. Nhưng mà do là em cũng ít có nghiên cứu cho nên là không nắm được nhiều cái cô nhi viện.
con phố này, trên này thì cái vỉa hè nó thông thoáng nè. Bán buôn cho sinh viên thì cái giá lúc nào nó cũng mềm cô bác anh chị. Ăn uống nè, phòng trọ nè, giá nó rẻ lắm. Nó rẻ khoảng 70-80% so với cái khu vực buôn bán thông thường. Mà lâu lâu về lại cái khu vực đường Nguyễn Văn Bạo, Trương Vĩnh Ký này thì em cũng rất là bồi hồi. Năm xưa là em học trường của các cha dòng Đông Bosco ngày xưa đó. Mà cái lúc em học thì nó chuyển qua là trường Cao đẳng Công nghiệp 4. Cao đẳng Công nghiệp 4 rồi. Con đường này thì nó ít cây thôi, nó chỉ có một ít những cái cây nhỏ nhỏ ở đây. Nhưng mà chắc cũng đủ là bóng râm, đi bộ cũng khỏe. Sài Gòn bây giờ còn ít cái con đường đẹp giống như Minh Mạng, Ngô Gia Tự lắm cô bác anh chị. Hồng Thập Tự, thì Minh Khai. Những con đường đó ngày hôm nay nó hiếm lắm. Chúng ta gần tới con đường Nguyễn Văn Bạo rồi cô bác anh chị. Là con đường Trương Vĩnh Ký năm xưa, nơi mà em đang muốn đưa cô bác anh chị về thăm lại đây. Thì bây giờ em sẽ đi qua đường ha. Ở đây có cái vạch kẻ đường này. Em đi qua đường để đứng bên kia đường, nhìn qua đầu đường Trương Vĩnh Ký. Cô bác anh chị sẽ mường tượng nó dễ hơn. Giờ em đi qua đường nha. Ở đây có cái vạch kẻ đường. Rồi, qua đường xong rồi. Đó, bên này đường thì khúc trên này người ta cũng kinh doanh mua bán. Khúc dưới thì là của Tổng Y viện Cộng Hòa thì nó vắng lắm, chỉ có cái bức tường không thôi. Rồi, cô bác anh chị để ý ở đây là cũng đầy đủ ha, không thiếu gì hết. Xuống chợ Gò Vấp thì chúng ta sẽ còn thấy nó nhộn nhịp hơn nữa. Nhưng mà bây giờ buổi chiều đó thì chợ Gò Vấp nó cũng không có buôn bán nhiều giống như buổi sáng đâu. Sáng thì rất là đông. Hơn nữa là khu vực chợ Gò Vấp tới cái mùa Tết đó các bác anh chị, chúng ta sẽ thấy là nó rất là nhộn nhịp. Sắp tới con đường Nguyễn Văn Bạo rồi, Trương Vĩnh Ký năm xưa đây. Đi một đoạn nữa là chúng ta tới chợ Gò Vấp luôn đó cô bác anh chị. Mà hôm nay thì em chủ yếu đưa cô bác anh chị đi thăm lại những ngôi trường kỷ niệm thôi. Cho nên là để dành một hôm nào đó thì chúng ta sẽ về chợ Gò Vấp. Có thể là trong những cái ngày cuối năm đi, giáp Tết đó, để về kiếm cái không khí Tết nhất gửi đến cô bác anh chị, nó vui hơn. Đây rồi, con đường Trương Vĩnh Ký năm xưa nè. Ngày hôm nay nó là cái con đường Nguyễn Văn Bạo đó cô bác anh chị. Thì đối với trên cái con đường này thì nó sẽ có hai cái ngôi trường mà có lẽ là nhiều cô bác anh chị đã từng học ở đây. Một là trường của các cha dòng Đông Bosco, hai là ngôi trường Sao Mai. Bên cạnh đó thì nó còn có cô nhi viện Gò Vấp và nhà thờ Gò Vấp ngày hôm nay. Thì đây là những cái địa điểm mà em muốn đưa cô bác anh chị đi về thăm lại. Đó. Rồi mời cô bác anh chị đi qua đường ha. Ở đó cô bác anh chị nhìn thấy cái tháp chuông không? Đó là giáo xứ Gò Vấp ngày hôm nay đó. Thì có một số cô bác anh chị gọi đó là giáo xứ Sao Mai luôn. Thì có lẽ là ngày xưa thì chung là giáo xứ Sao Mai. Ở trong cái giáo xứ đó thì có ngôi trường Trung Tiểu học Sao Mai. Và bên cạnh thì có một cô nhi viện Gò Vấp. Đây, đầu đường. Có ba anh chị biết cái con đường Nguyễn Văn Bạo này ngày hôm nay thì nó trở thành một cái
khu vực ăn uống sinh hoạt của rất là nhiều bạn sinh viên. Đó, cao cao ở phía trên của các anh chị nhìn thấy cái tòa nhà đó là trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Năm xưa thì đó là một ngôi trường của các gia dòng Don Bosco. Thì tí xíu nữa tới đó đó thì chúng ta sẽ ngắm nó kỹ hơn một tí ha. Ở đây rất là nhiều cái tiệm photo này, rồi ăn uống, các anh chị thấy không? Ngày hôm nay nó thay đổi rất là nhiều luôn. Và cái con đường này ngày xưa em cũng ăn dầm nằm về rất là nhiều, rất là nhiều ở đây. Và bây giờ qua một cái thời rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi các anh chị. Đó. Ngày hôm nay ở bên mé tay trái của em này, ở đây này, nó có một cái trung tâm công tác xã hội giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên. Phía sau, phía bên trái của em, các anh chị sẽ nhìn thấy này, đây này. Đó. Thì thật ra cái vị trí này em không biết được là ngày xưa nó là cái gì. Thì hy vọng các anh chị cũng chia sẻ cho em một số cái thông tin. Có thể đây là ngày xưa là cái cô nhi viện Gò Vấp. Nhưng mà có một cái là theo cái thông tin mà em nắm được á, thì cô nhi viện Gò Vấp á, ngày xưa nó lại nằm trong cái khuôn viên của giáo xứ Sao Mai. Thì chỗ này em hơi bị mông lung một tí. Hy vọng những cái hình ảnh này là có anh chị sẽ được xem lại và cho em một số cái góp ý. Ở đây thì ngày hôm nay rất là nhiều quán ăn. Bây giờ khoảng 3 giờ rưỡi 4 giờ rồi thì người ta dọn ra, người ta bán cho các bạn sinh viên. Chúng ta đi một tí nữa nha. Có lẽ là em sẽ dừng phía trước nhà thờ Gò Vấp ngày hôm nay để cho cô bác anh chị thăm lại cái hình ảnh của giáo xứ Gò Vấp. Ở đây còn một cái trường mầm non Sao Mai. Đây nè. Đây cô bác anh chị. Đây, nhà thờ Gò Vấp nè. Ngày xưa thì theo như em được biết á, là cô nhi viện Gò Vấp nó cũng nằm trong cái khuôn viên này luôn. Nhưng mà không biết là có chính xác hay không. Còn cái trường mà trường trung tiểu học Sao Mai á, thì nó nằm ở số 46 Trương Vĩnh Ký. Nếu mà 46 thì nó sẽ nằm bên tay trái của em này. Có thể là bên đối diện này. Nhưng mà không biết chính xác là nằm ở đâu. Đó. Em quay toàn cảnh ở đây một chút xíu để cô bác anh chị xem ha. Còn mà trời bây giờ hơi chiều tối, chiều nắng quá. Trường mầm non Sao Mai là ngày hôm nay vẫn còn cái tên này. Bên tay phải của em ở đây là cái gì? Để chúng ta đi vòng vòng vô đây chúng ta coi ha. Đây nè. Con hẻm này là sát bên hông nhà thờ Gò Vấp ngày hôm nay. Trường mầm non Sao Mai thì nó nằm ở đây. Bên phải em là trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Thì đây có thể đây là cái cô nhi viện Gò Vấp ngày xưa nè. Đó. Những cái bức tường, những cái mái ngói này thì ngày hôm nay nó vẫn còn y nguyên vậy. Đây là chúng ta đi ra Trương Vĩnh Ký. Thì ngày xưa có lẽ là không có cái con đường này ha. Mà nó nằm trong khuôn viên của giáo xứ Sao Mai luôn. Ngày hôm nay thì nó tách ra cái con hẻm này. Đây, trung tâm bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Và đây là trường mầm non Tư Thục Sao Mai ngày hôm nay. Cái lối này là chúng ta đi vô nhà thờ Gò Vấp này có mấy anh chị. Đi bộ một hồi nói không ra hơi luôn. Đây, giáo xứ Gò Vấp. Giáo xứ Sao Mai. Rất là nhiều cô bác anh chị đã từng học ở những cái ngôi trường như vậy. Kia là cái trường Don Bosco ngày xưa. Thì chia sẻ thêm một tí cho cô bác anh chị, nhắc để nhớ thôi. Thì ngôi trường trung tiểu học Sao Mai thì ngày xưa do Đức Nicola Huỳnh Văn Nghi là người tiên khởi và làm hiệu trưởng đầu tiên của trường trung tiểu học Sao Mai, Huỳnh Văn Nghi, cha sở của họ đạo họ Gò Vấp luôn các bác anh chị. Và em rất là may mắn vì sau đó là cha Nicola Huỳnh Văn Nghi á, là lại về làm giám mục của giáo xứ chính tòa giáo phận Phan Thiết. Thành ra là em có một thời gian cũng được biết cha, và sau đó thì cha mất. Đây chúng ta cùng nhìn lại cái trường mầm non Sao Mai này, rồi trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp ngày hôm nay nè.
Rồi em đi ra lại Nguyễn Văn Bảo nha, Trương Vĩnh Ký, để chúng ta đi phía tới phía trước, à, phía trước của nhà thờ Gò Vấp. Các bạn sinh viên bây giờ ăn uống rất là nhiều, ăn vặt ở đây là bây giờ số 1 luôn của các anh chị. Bây giờ nó khác lạ quá nhiều rồi. Ngày xưa cái thời em học nó không có mấy cái hành lang như vậy nha. Bây giờ thì nó có cái hành lang để bán buôn luôn. Đây này, họ đạo Gò Vấp này. Ngày xưa em thường hay đi lễ ở đây vào mỗi dịp tối thứ bảy. Đó. Vẫn như xưa cô bác anh chị ha. Bên tay trái của em này, đó, cái trường màu xanh xanh này á, có lẽ là trường trung tiểu học Sao Mai năm xưa đó. Em đi về đây bây giờ em nhìn em mới phân biệt được, chứ có cái lúc mà tìm hiểu thông tin trên mạng á thì khó để biết cái vị trí lắm cô bác anh chị. Ở này là ngân hàng Aribank ngày hôm nay, còn trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nó nằm ở kia kìa. Đó, bây giờ em sẽ đi ra phía trước đó nha. Ra phía trước đó giờ bán buôn nhiều quá nè. Đây trường trung học cơ sở Trường Sơn nè. Thì cái trường này á, là ngày xưa là trường trung tiểu học Sao Mai, đúng không các anh chị? Ngày xưa nó cũng nằm ở trong cái khuôn viên của giáo xứ Sao Mai luôn. Bây giờ thì nó tách ra đó. Bên trong thì không có vào được nha cô bác anh chị, không có vào được. Trường học bây giờ người ta không có cho mình vào quay. Đây là trường Đại học Công nghiệp này, ngày hôm nay nè. Trường này ngày xưa thì em học là nó chỉ là trường cao đẳng công nghiệp 4 thôi, cách đây mười mấy năm rồi. Thì ngôi trường này á là thành lập khoảng năm 1956. Lúc đó nó là trường huấn nghiệp Gò Vấp. Và đến năm 1967 thì trường được đổi tên thành trường trung học kỹ thuật đệ nhất cấp Đông Bosco. Và sau đó thì nó được đổi qua là đệ nhị. Đó. Và từ sau năm 1975 á tới năm 1977 thì nó vẫn còn cái tên là Đông Bosco. Sau đó nó mới đổi luôn là trường về cơ khí kỹ thuật gì đó thì em cũng không nắm. Nhưng mà đến khi mà em vô học á, khoảng năm 2007-06 thì nó là trường cao đẳng công nghiệp 4. Mấy năm sau thì nó mới đổi lên là trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh như ngày hôm nay nè. Ngày hôm nay phía trước này nó thay đổi rất là nhiều các anh chị. Bán buôn rất là nhộn nhịp luôn. Có thể những cái thông tin mà em đưa ra nó có phần nào đó thiếu sót và cũng chưa có chính xác, nhưng mà hy vọng là với cái mục đích chính là gợi lại những cái hình ảnh kỷ niệm năm xưa trên các con đường Trương Vĩnh Ký này và của ba cái ngôi trường này, thì hy vọng cô bác anh chị thông cảm và đóng góp thêm một ít cái ý kiến để hoàn thiện cái clip này hơn. Đây là một cái clip mà thật sự là em rất là tâm đắc, bởi vì nơi đây có một cái cô nhi viện Gò Vấp. Thì năm xưa có thể là có rất là nhiều cô bác anh chị đã từng rời khỏi cái cô nhi viện này, có thể là còn sinh sống ở Việt Nam, Sài Gòn, hoặc cũng có thể là đi qua nước ngoài rồi, không chừng. Nhưng mà biết đâu đó thì trong cái clip này có thể là cô bác anh chị sẽ nhìn thấy được những cái kỷ niệm năm xưa. Ngày xưa thì em hay gửi xe ở bên mé tay phải đây, có một cái bãi giữ xe này. Còn hay đợi bạn bè là bên mé tay trái, đây là cái ký túc xá nữ đó. Ngày hôm nay cái lứa của em ra khỏi trường này là năm đầu tiên nó đổi qua trường Đại học Công nghiệp đó, và em hay gửi xe ở đây. Ngày xưa hay gửi xe ở đây, cũng ăn cơm ở đây. Nó rất là nhiều cái kỷ niệm trên con đường này. Và thật sự ngày đó giá cả đồ nó rẻ lắm, ăn cơm là hầu như chỉ có 3-4 ngàn một phần thôi. Cơm sinh viên thì lúc nào cũng bao no hết cô bác anh chị. Ăn một lần có thể ăn 3-4 chén cơm thêm đó. Thời đó mình dân nhà nông mà mới vào Sài Gòn ăn gọi là ăn như trâu. ăn
ăn mà riết mình mắc cỡ, mình không có dám lấy cơm thêm của anh chị đó. Nên là nhớ lại những cái kỷ niệm ở đây nó vui lắm. Những ngày họp lớp, những ngày vô thư viện ngủ. Con đường Nguyễn Văn Bảo, Trương Vĩnh Ký này là rất là nhiều kỷ niệm với em năm xưa. Hôm nay thì có dịp được đi về đây để chia sẻ những cái hình ảnh ngày hôm nay. Một phần cũng để ôn lại cái kỷ niệm năm xưa của chính bản thân mình đó. Thành ra là rất là vui và cũng là một cái clip tâm đắc của các anh chị. Chúng ta đi cuối đường ở đây nè, quẹo bên tay trái đó, chúng ta sẽ đi qua đường Nguyễn Văn Nghi, đó là chợ Gò Vấp phía sau đó. Và ngày xưa thì con đường Nguyễn Văn Nghi nó có tên là đường Gia Long. Còn bên tay phải cái con đường này nè là cô bác anh chị sẽ chạy được về trường Trân Phước Liêm, trường Trân Phước Liêm và giáo xứ Mân Côi, cái đường này. Đường này có tên là đường Lê Lợi ha cô bác anh chị ha. Lê Lợi. Phong cảnh buổi chiều trên con đường Nguyễn Văn Bảo, Trương Vĩnh Ký năm xưa. Bây giờ em sẽ đi hướng này ra Nguyễn Văn Nghi ha. Rồi chúng ta có thể sẽ kết thúc cái clip. Thì đó là những cái hình ảnh mà trong cái clip ngày hôm nay muốn gửi đến cô bác anh chị và các bạn ở xa, đặc biệt là những cô bác anh chị đã từng sinh sống, học tập ở cái khu vực này, thì có một cái cơ hội để nhìn lại những cái hình ảnh năm xưa vào cái dịp cuối năm này. Biết đâu thì trong cái clip này cô bác anh chị cũng có thể tìm ra được những cái người bạn, những cái nơi chốn mà đã từng học tập ở đó. Ngày hôm nay thì nó thay đổi khá là nhiều, nó nhộn nhịp hơn, nhà cửa cao tầng nó nhiều hơn. Nhưng mà em thấy cái cô nhi viện Gò Vấp nè, nhà thờ, rồi trường Sao Mai thì nó vẫn hầu như là giống giống như ngày xưa ha. Nó chỉ có thay đổi về cái tên là chính thôi. Và nó nhộn nhịp hơn, nhiều khi chúng ta nhìn nó khó ra. Bên tay phải của em ở đây có một ngôi trường tiểu học là trường Thanh Thông nè. Trường này cũng rất là cũ rồi, mà không biết là có cái kỷ niệm nào với cô bác anh chị không. Rồi hướng này thì chúng ta đi ra phía con đường Nguyễn Văn Nghi, chợ Gò Vấp. Thì đến cái vị trí này rồi thì em cũng xin phép được kết thúc các clip ở đây cô bác anh chị. Gửi đến cô bác anh chị những cái hình ảnh đó trong những cái ngày mà chúng ta đang náo nức để đón Tết âm lịch. Một cái clip em nghĩ là khá là nhiều cảm xúc với chính bản thân em, ôn lại được nhiều cái kỷ niệm năm xưa của mình. Lâu lâu mới được về cái khu vực Nguyễn Văn Bảo và trường Đại học Công nghiệp này để thăm lại. Bạn bè của em thì bây giờ ít liên lạc với nhau lắm, lâu lắm rồi, mười mấy năm không có còn liên lạc nhiều nữa. Thì cuối clip cũng không biết nói gì hơn, kính chúc quý cô bác anh chị và các bạn một ngày thật là bình an, tốt lành. Và hy vọng cái clip này đem đến cô bác anh chị một cái cảm xúc nhất định nào đó khi xem cái clip. Rồi, xin hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh của Sài Gòn Hôm Nay. Ở hướng này chúng ta đi ra con đường Nguyễn Văn Nghi, Gia Long năm xưa. Quẹo tay phải thì chúng ta đi về Lê Quang Định. Quẹo trái chúng ta đi lên ngã năm Chuồng Chó. Đi bộ một chút xíu nói nó hụt hơi cô bác anh chị. Rồi, bye bye. Xin hẹn gặp lại các bạn anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay.